Kế tiếp tôi muốn chia sẻ một vài cái thông tin liên quan tới Ripple Thì thứ nhất nhiều bạn có thể đọc thông tin ngày hôm nay đó là công ty Ripple đó đã chăm thêm 250 triệu đô la Để làm gì? Để có thể có được một hệ sinh thái NFT ở trên mạng lưới của Ripple thì đây là cái thông tin mà nhiều bạn có đã biết và thông tin này đã thực ra chỉ mới như đó mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy thêm nhiều thông tin chi tiết liên quan tới là cái hệ sinh thái này sẽ như thế nào và sẽ có những cái dự án nào nổi bật có những dự án nổi bật như là Ethereum hay là Solar này hay là không chúng ta vẫn chưa có biết nhưng mà đây là cái số tiền không nhỏ các bạn thấy được là bây giờ năm 2000 À, 21 đó, cái số tiền mỗi lần chúng ta nghe nói tới là chỉ cần trăm vốn để mở hệ sinh thái thôi đã lên tới là hai trăm mấy triệu rồi Trước đây năm 2017 đó các bạn thì được là hai trăm mấy triệu là kêu gọi cả một dự án Nhưng mà các bạn thấy được bây giờ đó, con số này chỉ dùng để mà tạo hệ sinh thái thôi thì được thấy thị trường này bây giờ là lớn như thế nào rồi Chúng ta bây giờ nói tới Ripple thì tôi nghĩ là cái điều mà quan trọng hơn đó chính là cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC sẽ như thế nào Tại vì bây giờ vẫn chưa có hồi kết và cách đây một tuần chúng ta đã nghe nói tất cả hai bên là SEC nói là không có muốn đàm phán với lại công ty Ripple. Và lúc đó công ty Ripple cũng đưa ra một cái lời phát biểu là không muốn đàm phán với lại SEC. Tuy nhiên là hai bên không muốn bắt tay để mà làm hòa. Nhưng mà các bạn thấy được là qua cuộc phỏng vấn với lại Brad Gallinghouse ở trên đài Fox Business Thì Brad Gallinghouse là CEO của công ty Ripple. Thì Brad Gallinghouse sẽ nói cho lại là bây giờ đó không muốn chảnh nữa. Bây giờ sẽ chấp nhận, để mà đàm phán với lại SEC để mà thỏa thuận, để mà kết thúc cái điều kiện này nhưng mà chỉ dưới một cái điều kiện, đó chính là điều kiện gì? đó chính là SEC phải thông báo rõ ràng là đồng XRP là cái gì rõ ràng, chứ không phải là bắt tay làm hòa rồi sau đó đóng phạt, rồi lại hai bên đường ai đi nấy, giống như là công ty uh, uh, Block One, đồng EOS với lại SEC trước đây công ty Ripple muốn là khi mà giảng hòa với SEC và đóng phạt đó thì lúc đó công ty Ripple phải biết được là XRP phải được SEC công nhận là không phải là chứng khoán. Cái điều này là rất là khó. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi mà thôi. Có thể là cái vụ kiện này sẽ kéo dài qua tới năm sau. Tình hình như thế này. Tại vì gần đây nhất đó là chúng ta thấy được là công ty Ripple thì luật sư của công ty Ripple đó muốn đòi hỏi là ba cái văn kiện ba văn kiện của SEC được tòa án xem xét nhưng mà bây giờ hình như là không được. Ba văn kiện này là gì? Ba văn kiện này đó là cái sự nói chuyện giữa SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ với lại một công ty thứ ba công ty thứ ba này, công ty thứ ba này là ai chúng ta không biết, bây giờ vẫn là ẩn danh, nhưng mà thường nghĩ đây là một cái công ty tư vấn hay đây đây là một cái công ty luật nào đó. Hai cái văn kiện đầu tiên đó là liên quan đến công ty thứ ba này nói về những cái loại tài sản này đó là như thế nào và có những cái đặc điểm gì. Và cái văn kiện thứ ba đó là một cái email. Và trong cái email này đó mới là điều quan trọng. Trong cái email này đó nói là cái công ty thứ ba đó là được hỏi bởi nhân viên của SEC để mà chẩn đoán, để mà phân tích những cái lời nói của của giám đốc William Hinman vào ngày 14 tây tháng 6 năm 2018. Thì lời nói của giám đốc William Hinman của SEC lúc đó các bạn đã biết là lúc đó là giám đốc Hinman nói là Ethereum không phải là chứng khoán. Thì bây giờ SEC muốn biết đó là công ty thứ ba này cái công ty mà hỗ trợ SEC trong cái việc mà phân tích những lời nói của William Hinman thời điểm đó, đó thì đã ra kết luận như thế nào? Có đồng ý với cách nhìn của giám đốc William Hamilton hay là không và tại sao thì bây giờ đó ba văn chuyện này hình như là không được chấp nhận bởi tòa án thùng vẫn chưa có rõ về tình hình bây giờ nhưng mà tình hình bây giờ đó thì chúng ta thì được là cả hai bên thì hy vọng là có một cái sự chấp nhận là hai bên sẽ mỗi người lùi một bước và sẽ kết thúc cái vụ kiện này và công ty Ripple đóng bạc một cái số tiền nào đó tượng trưng nhưng mà cái khó đây đó là công ty Ripple muốn là SEC phải công nhận là XRP không phải là chứng khoán Điều này SEC chưa có làm trước đây Tại vì các bạn thấy được là sau khi mà Block One đóng phạt đó Thì SEC vẫn không có nói rõ là đồng us là gì Chỉ là đóng phạt xong thì có thể là thỏa thuận ngầm và hai bên ai đi đường nấy Nhưng mà công ty Ripple không muốn như vậy Muốn chắc chắn là XRP không phải là chứng khoán và phải được xác nhận bởi SEC Đây là cái thông tin liên quan tới Ripple và SEC mới nhất mà thường muốn mang đến cho các bạn Chưa tiếp nữa là các bạn thấy là công ty Ark Invest đó, Ark Invest là công ty đầu tư thì cái quỹ đầu tư Ark Invest đã mua thêm cái số lượng lớn đồng Coinbase tổng cộng đó là cái quỹ Ark Innovation có nghĩa là cái quỹ đầu tư liên quan đến công nghệ phát triển đó thì đã mua tổng cộng là 184.199 cổ phần của công ty Coinbase nghĩa là mua thêm 42 triệu trong khi mà các bạn thấy được là trước đó nữa tuần vừa rồi đó trong vòng 2 ngày họ đã mua 105.000 cổ phần Coinbase có thể nói được là ARK Invest hiện bây giờ đang thu mua rất nhiều cổ phần của công ty Coinbase tại vì sao? Tại vì á, họ tin tưởng là thị trường crypto này sẽ phát triển rất là nhiều và Coinbase là một những công ty sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Tại vì bây giờ nếu nói tới là công ty sàn crypto lên sàn chứng khoán đó, thì bây giờ chỉ có Coinbase ở Hoa Kỳ mà thôi. Kế tiếp là cái thông tin, thực sự là hai thông tin liên quan đến Thụy Sĩ. Thứ nhất là cái ngân hàng C3 Thụy Sĩ đó là ngân hàng đầu tiên được cấp giấy phép để lưu trữ crypto cho khách hàng đây là cái thông tin đầu tiên liên quan tới thụy sĩ và thông tin ngắn thứ nhì liên quan tới thụy sĩ đó chính là đồng cardano đã được lên trên một sàn thụy sĩ đó chính là sàn leki thì sàn này là một cái sàn mà có thể cho những người mà tham gia đã kết nối cái ví của họ với lại cái sàn và có thể là giao dịch đồng ada mà không tính phí đương nhiên là họ sẽ lấy cái lợi nhuận từ cái giá mua và cái giá bán nó sẽ có cái sự chênh lệch cái chênh lệch đó sẽ có lợi nhuận của họ nhưng mà đây cũng là cái thông tin liên quan tới đồng ada được lên một sàn ở thụy sĩ Kế tiếp nữa chúng ta có một cái thông tin à, uh, có thể là nhiều bạn ít quan tâm đến Elon Musk thời điểm hiện bây giờ Nhưng mà Elon Musk uh, trong cuộc phỏng vấn, thường nhớ là đây là cuộc phỏng vấn với đài Washington Post Thì uh, Elon Musk nói là tôi không nghĩ là có thể hủy diệt tiền điện tử Và Elon Musk cũng đã nói đó là tốt nhất là chính phủ uh, nên để tiền điện tử phát triển theo cái uh, cách tự nhiên Thì thật ra mà nói hiện giờ thế giới có 11.588 máy Bitcoin Nose Hiểu đơn giản đây là cái máy mà lưu trữ sổ cái mà có tới 11.588 cái mà chúng ta biết có rất nhiều những cái máy nô mà chúng ta không biết tới thì họ thì những cái máy này đã nằm khắp mọi nơi và mỗi máy đều lưu trữ cùng một phiên bản sổ cái thì làm sao mà diệt được thì các bạn là quỷ diệt một máy thì lại có cái máy khác có phiên bản y chang như vậy và cứ tiếp tục hoạt động các bạn thấy được là các bạn quỷ diệt 10 cái thì 10 cái kia cũng sẽ tiếp tục hoạt động mà thôi cho nên thực sự mà nói là Tới thì bây giờ đã không thể quỷ diệt tiền điện tử rồi Tại vì các bạn thấy là cái số lượng máy chủ bây giờ rất là nhiều Và rải rác khắp nơi Chúng ta không biết được là có bao nhiêu Chỉ biết được những cái máy mà họ muốn cho chúng ta biết mà thôi Mà đã lên tới là 11.588 cái máy rồi Những cái máy mà offline chúng ta sẽ hoàn toàn không biết được Và kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Thị trưởng Missouri Jason Store Đã có kế hoạch tặng mỗi gia đình ở Cool Valley Bitcoin trị giá là 1.000 đô la với điều kiện là họ phải ho đồ dài năm thường nhớ là như là họ phải lưu trữ 5 năm mà không được bán thì đây là cái thông tin không phải là mới trước đây đó thường đã chia sẻ thông tin này với các bạn là nghị sĩ lúc đó là thị trưởng của thành phố Cool Valley ở Missouri đó Jason Store đã có kế hoạch là đưa 500 đô cho mỗi cái cư dân À, ở thành phố Cool Valley nhưng mà bây giờ đó thì cái số lương tiền quyên góp để có thể làm được cái dự án này đã đủ để cho mỗi cư dân lên tới 1.000 đô như là gấp đôi thì bây giờ cái số tiền mà cần thiết đã có chỉ chờ ngày thi hành mà thôi thì Cool Valley đó không phải là một cái thành phố lớn là một thị trấn nhỏ mà thôi ở quận San Luis có khoảng chừng là 1.500 dân cư nhưng mà đây cũng là một trong những cách mà nếu như mà thực sự làm được đó thì các bạn thấy được đây là một cái thành phố mà có người dân lưu trữ Bitcoin đầu tiên ở uh, Hoa Kỳ Có nghĩa là thành phố này ai cũng có lưu trữ Bitcoin hết Thì đây là cái thông tin mà nổi bật ngày hôm nay và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuần Capital trên những cái mạng soi cũng nên dõi cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là các bạn có thể theo dõi Telegram channel Facebook hay là Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất hay là những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm 20% với giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể được giảm 5% khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là các bạn có thể được giảm 10% khi mà tham gia vào sàn Bybit cũng như là nhận được bonus như đây mình nhìn thấy trên màn hình và các bạn cũng có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để có thể tìm hiểu rút tính hiệu trên miễn phí bằng cách là các bạn bấm vào đó và đăng ký và chúng ta có sàn Bybit và sàn Moon XPT là các bạn có thể đăng ký group tin thị truy còn những sàn khác như là các bạn thấy là những đối tác như là Asanidex và sàn Namroi cũng đều có những cái bonus như là các bạn nhìn thấy trên màn hình và những người nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US để các bạn có thể trade những cái altcoin mà các bạn thích cũng như là các bạn có thể tìm hiểu những ứng dụng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lãi và crypto khoan tuy nhiên như bạn có đã biết đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.